Hello, hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại cụm 3 các bạn nhé. đây là clip thứ tư mình làm về cái cụm 3 này rồi. thì uh, ngày xưa ấy thì uh, cụm 3 dẫn đầu là bọt duy đất thì bây giờ hiện tại là có sự thay đổi gì không. Uh, sau một tháng mình quay trở lại cụm 3 nha các bạn uh, chúng ta sẽ cùng theo dõi các uh, bọt ở cụm này như thế nào. ôi uh, vẫn rất là không có gì thay đổi quá nhiều quá đặc sắc các bạn nhé. Um, Bây giờ các cụm khác thì đã lên 8 tỷ, 8 tỷ rồi có cụm 9 tỷ, đẳng cấp nhất vẫn là cụm 5 là 10 tỷ, 12 tỷ <laughs> lực chiến các bạn. Má sợ thật thì để mà lên 10 tỷ 12 tỷ thì ít nhất cũng phải nạp một tỏi các bạn ạ, ít nhất cũng phải uh, Cống hiến cho chúng ta à quyền cống hiến cho VNG 1 tỷ. Thì hiện tại bọn Duy Luck với uh, khoảng 6 tỷ lực chiến thì cũng đang dẫn đầu ở cách uh, người thứ hai là lưu ngưu xá bạn này trước tên là gì nhỉ à, cũng ba này đổi tên nhiều quá các bạn ạ chắc mỗi bò truy đất may không đổi tên à, ok mình sẽ vào xem nick của bò truy đất luôn nha các bạn ờ à, cúa tại sao là 5 tỷ 7? ngoài này thì sao ở à, ngoài này thì 5 tỷ 9 ồ chứng tỏ là bò truy đất có sự thay đổi gì đó rồi ôi các bạn nhìn đội hình có sự thay đổi không ngày xưa bọt duy đất là một idol minh giới uh, đi minh giới nhé nhưng bây giờ bọt duy đất đã quay xe uh, chuyển thành một đội hình lầu tập cầm sự thay đổi về đội hình của bọt duy đất bao gồm uh, thay con thiên thủ yêu cơ thay bạch của tinh và có thay đi một bạch thử ngày xưa thì bọt duy đất chơi hai bạch thử các bạn các bạn có thể xem clip cũ À, bây giờ thì đã thay bạn đại bảng kim xí làm đam chính là nguyệt lão hỗ trợ hiện tại là có thể là đang chơi một đam chính hoặc hai đam chính chúng ta sẽ cùng uh, soi kỹ nhé uh, vẫn đang phá cảnh bảy nhé bạn ôi vẫn là sẽ thồng hoang ngày xưa thôi uh, mang cho mình ba bộ thiên kỹ vẫn là sập thủ như ba bộ thiên kỹ này đi uh, sập thủ uh, đi phun đạn với 13 triệu tấn công Tại sao các bạn biết được đi full dam Bởi vì các bạn xem đi Lượng máu chỉ 108 triệu Nhưng lượng dam là <laughs> 13 triệu rồi các bạn Thường ấy nếu mà các bạn mà Nhìn biết ai đi full dam Các bạn nhìn vào lượng máu và lượng đam Nó chênh lên ít mười mấy lần Thì nó sẽ là à, sát thủ Còn x10 thì thường là nó sẽ là bình thường thôi à, Chắc chắn rồi à, Mãn ra nào Đi theo bảo kích các bạn nhé Đấy, chúng ta sẽ đảo qua một chút về thần thông luôn đi. Ui. <laughs> thần thông gì thần thần thông chuyển đổi giới tính các ạ. Ấy chà. Chuyển đổi giới tính. Ờ à, hình như cái con uh, cái con Nguyệt lão này là nam hay nữ đâu các ạ? Nguyệt lão là chắc là nữ các bạn nha. Vậy là chúng ta xác nhận là Nguyệt lão là nữ các bạn. hơi uh, hơi uh, nửa nạc nửa mỡ tí nhưng thôi là uh, nữ nha các bạn thần tướng này là nữ chắc là sơ duyên bà nguyệt lão mà chứ khi ông bà nguyệt lão đấy vậy là đồ hình này là đồ hình phun nữ à có ông này nam này chuyển giới tính không không thằng này thì chắc chắn là nam rồi nhé các bạn thì khi mà chuyển sang nữ thì sẽ ăn được một số cái hỗ trợ của con bạch thử chẳng hạn giảm đẹp thương đấy thì thần thông thì chắc chắn những cái thần thông quốc dân rồi không có gì thay đổi chắc chắn à, các bạn để ý nhé đài bằng kim xí cũng đeo cái này rất có tác dụng nha bởi vì đài bằng kim xí đánh thường cả ba người hàng sau nên khá là ngon à, tiếp theo nữa thì mình sẽ xem ui đế thính đế thính đam luôn các bạn ạ à. à, cái đế thính chỉ số cơ bản đế thính cao ấy nhỉ các bạn nhỉ đây là full set hồng hoang nhé dưới này chỉ một cái vũ khí hồng hoang Đấy mà trên này còn hơn cả tinh luyện Mà lượng tấn công của đế thính vẫn cao Chứng tỏ là cái chất của con đế thính này tấn công cao đấy các bạn nhé Kinh đấy các bạn Đế thính đi bạo thương à <laughs> Không có bảo kích đi bạo thương à Coi thần thông có bảo kích không Chắc là lắp, lắp tạm đấy các bạn Thấy những cái nick này quá xịn Tiếp theo nữa thì chúng ta xem mạnh bà đợt này thì chủ nick cho mạnh bà những mùa trước cái tháng trước mình vào xem được chơi chơi mạnh bà vị trí của mạnh bà này sẽ là thuộc về bạch thử bục máu bây giờ đây là một mạnh bà hỗ trợ cũng như là có một chuột tay bởi vì sao có truyền thủ thành công này thường những cái nick mà ao chỉnh đối với những cái tốp dưới ấy thì thường đa số là bi vì đam mê cứ lực chiến nhiều tự mạnh át mạnh tranh nhau tầng 3 tỷ lực chiến thì búng tay cái cũng chết kiểu một ông nạp 500 triệu một ông nạp 100 triệu thì búng tay ghé ông 100 triệu có khi đi thật các bạn còn mà nằm một tỷ mà búng tay ông 500 triệu thì ông 5 triệu triệu cũng đi thôi à, tầm này thì có tiền để người chúng ta là những nông dân chăm chỉ thì chúng ta chỉ xem thôi à, hạn chế đánh giá đúng hay sai <laughs> đây mình sẽ qua tiếp là con bách nhãn quân bách nhãn quân là phản đam những bạn phản đam nhưng không hồi sinh À, chắc chắn rồi à, đỉnh phong ba để vị trí thứ nhất hồi siêu bào máu à, 88 triệu máu à, các bạn thấy nhé kể cả một con thanh thế này mà tấn công nó vẫn cao hơn lượng máu chứng tỏ cái việc một kích đồ giám hoặc là kích một số cái mô hình hoặc một số cái thuộc tính ẩn gì đó đang rất tập trung nhiều vào tấn công ấy cho các bạn hiểu cái góc nhìn vì thế nó mới nảy cái số lượng tấn công nó cao như thế này đấy bạch thử đây là một con bạch thử đam <laughs> bạch thử này đam rất là vui nha rất rất là hay nha có nhịn các bạn ạ. bạch thử này gọi nhịn ngoài việc còn nó gọi ba con đệ ra đúng không Ôi, chưa thức tỉnh ba này giờ mới để ý này à, ngày xưa con này thức tỉnh ba nhưng bây giờ gỡ rồi các bạn ạ. tháo ra rồi tẩy lại cho sang con à, nguyệt lão ui nhưng lại con này không được yêu vãi về đồ hồng khoang <laughs> rất là vui nick bó này vui rất 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 là vui các bạn ạ à, Nguyệt Lão thất tỉnh ba 3 có tiên phạt trí nhân và hỗ trợ thường uh, sẽ hỗ trợ team rất là tốt đây đây là một cái bộ thiên kỹ à, tiên phạt trí nhân đi với nhau à, chúng ta sẽ uh, xem một chút nữa đi về cái đa quý xem nick này có viên đá đá chính chưa thường cái thế các bạn bảo là nạp 1 tỷ là sẽ được viên đá chính đôi lúc là chủ nick này là có viên đá chính đấy các bạn ạ đây đá quý này ui full 8 à, thường thì mình sẽ học theo về đá quý thì mình sẽ học theo cách bùi đá quý của duy bọt duy đất bọt duy đất thì là một người chơi full tấn công ao chỉnh tấn công các bạn thấy này. nhìn cái các bùi đá quý toàn tấn công <laughs> mà dã man con ngan <laughs> cứ 20.000 tấn công 20.000 tấn công sướng ước gì mà chủ nick nghỉ chơi rồi gửi nick cho mình nhà các bạn nhá <laughs> bịp quá bịp à, thẻ biến thân thì sao 60 sạch 72 cũng không có gì thay đổi khá là nhiều đa số thì thế uh, này cũng không có sự chuyển biến gì quá là nhiều kể cả mô hình mô hình thì cũng chưa mắc về bọt uh, bún chả thì đã mắc hai cái mô hình rồi các bạn nhé bọt bún chả hiện tại thì không biết có ai hơn được bọt bún chả không một cũng trải ở cùng năm nhưng mắt à, về uh, bí bảo thì hiện tại cũng đang uh, trải đều cho ba tướng anh chiêu tỷ hưu và ấn long nhưng mắt thì về việc mà lựa chọn anh chiêu tỷ hưu ứng long thì thường con tỷ hưu sẽ quốc dân hơn tỷ hưu thì sẽ được xài còn anh chiêu thì nó hơi kém một tí dành cho những ai chơi sát thủ như nick chú heo của mình còn uh, ứng ấn long thì nó sẽ hơi uh, toàn diện ứng long thì sẽ là lấy công làm thủ, à, lấy thủ làm công, bởi vì nó rút nộ khá là ghê đấy các bạn nhé. Ứng long ấy. nói chung là bí bảo thì cũng khá là cân nhắc. Nhiều bạn hỏi mình về bí bảo thì mình cũng không dám tư vấn bởi vì tư vấn bí bảo nguy hiểm lắm. <laughs> <laughs> Sai nó chửi thấy bà luôn Bởi vì mình cũng không biết được các đội hình của các bạn chơi kiểu gì các bạn hiểu không Mình cũng không hiểu các bạn chơi hướng meta sát thủ Hay là meta dam Hay là meta tanh Hay là meta đốt Hay là các bạn ở tầng lớp meta nào Tầng lớp meta cải chay nông dân Hay là tầng lớp meta uh, địa chủ Hay là tầng lớp meta top Hay là tầng lớp meta bot Đấy Nhưng mà mỗi giai đoạn nó có một cái kiểu meta khác nhau uh, Thì mình sẽ đá qua một số bạn đi Ờ uh, Lưu Ngưu Xà <laughs> Bạn này đang ở Tây Du 23 3 ba. Ba tỷ 3 các bạn ạ Bạn này uh, chơi uh, Đồ đội hình đế thính Kiểu với cái lông thức tỉnh 3 Có ngũ không Ngũ không tấn công bao nhiêu 9 triệu Vậy là bản này không phải đam ma trình các bạn nhé Các bạn thấy chưa 90 triệu máu và 9 triệu 6 đam Nghĩa là chỉ là những đam thôi Chứ không phải là thuộc giảm đam ma trình à, Am ma trình phải như Bột bó... Duy đất lúc nãy đây đây là con siêu trâu này các bạn thấy chưa 8 triệu máu à, 8 triệu đam nhưng 100 triệu máu đi cái kỳ vật này nữa con này thì chắc là nó trâu lắm các bạn à, không đi phản đam nhé đi uh, siêu trâu luôn siêu trâu giai đoạn đầu đấy lắp vào cái này thì nó trâu dã man nó còn có miễn dịch sát thương 30 nữa bao nhiêu nhỉ Ừ miễn dịch sát thương 30 thêm cái thần thông gì đặc sản không cũng không có thần thông gì đặc sắc vẫn là thần thông mắc tanh này, giảm bạo thương này đỡ đòn này giảm thương này, các kiểu giảm giá thương này sinh lực đi má <laughs> con này chắc là nó trâu lắm các à, kiếm clip nào của bạn lưu ngư xá ta xem tí nhá mình cũng chơi thành cũng muốn cảm nhận tí ờ thôi mình sẽ đi qua bạn này nhé bạn này cho vị trí tí hưu ở đầu đây là bạn này đôi lúc đâm chính cái tiểu bánh long này các bạn ạ không đùa được đâu đúng không nè Ồ vẫn có một vũ khí hồng hoang Nói chung là có một cái vũ khí hồng hoang thì lên rất là ngon các bạn À có minh văn kỹ năng này Đồng đồ sau khi thi tiền kỹ năng Tăng 8% giảm giải dương cho người sở hữu Cũng bình thường thôi Cái này thì sao Khi hiệp đầu bắt đầu có sản xuất 20% xóa bỏ từ thân hiệu quả dị thường Cũng ngon đấy Bởi vì đợt này giao đàn dị thường cũng nhiều Nhưng tạm được thôi Nổ cần thi tiền kỹ năng đổi thành 3 điểm Cũng ngon Ok cũng tạm được nổ thành 3 điểm thì nó sẽ đỡ đi bọn ứng lòng đôi lúc cũng mấy con ứng lòng nó rút cái còn hai nụ ba nụ sự mình đảo qua một bạn nữa thì độc đế độc đế nghe từ độc đế là biết chơi ơi tên này độc đế mình vào là hỏa đế <laughs> yêu giới quán thủ thì vậy là yêu giới rồi yêu giới húa à, yêu yêu giới thập cầm đấy nhỉ à, nguyệt lão à, hồng ngài nhi đế thính nhưng ma vương đây mà, kim sĩ vậy là Đây là hỏa đế sát thủ rồi các bạn Chắc vậy Ui không không chưa hẳn đâu các bạn nhé Bạn này chơi đốt mỗi mình như ma vương gánh tim các bạn Nghĩa là mỗi mình như ma vương đốt hết Đấy vừa gây đốt và vừa kích đốt luôn Nghĩa là dồn ôn in Đấy cho như ma vương nhé các bạn Không biết trụ khỏe không Bạn này là hỏa đế Ok mình sẽ vào à, kiếm một số trận đấu tí à, Ở cái cụm này xem mà mong rằng gặp mấy cái bạn lúc nãy mình vừa soi à có bọt duy đất này bọt duy đất gặp bé bú bình hơi chênh à năm tỷ bảy đánh với một tỷ bảy hơi chênh quá đào pai hỏa đi à có ông hỏa đi đây này hỏa đi đánh với tam lang này <laughs> chết chết bạn nhé chúng tôi sẽ soi bạn nha các bạn bùi có ai không nha hai bên một bên thì uh, thánh có quan âm Đấy, một bên thì uh, hỏa đế ok hỏa đế đọc là bình dương nha các bạn vì mắt ái à, chả như ma vương vị trí thứ nhất trận này căng đấy các bạn ạ à. hai hiệu phái lâu lâu đi đi soi các server khác ấy, có những cái đội hình rất là dị vì thế các bọt cứ chốt bài đi chúng tôi sẽ xem và chúng tôi sẽ học hỏi kinh nghiệm uh, min ấy con thiệp phiến đó là tiền phạt chế nhân nhé các bạn Ui đột kìa Ui Đánh theo hình chữ T chữ L đấy Như ma vương ấy các bạn Ui su long kỳ hải tiếp Vãi nhái yeah. <laughs> Cái lồng má chứ Ui như ma vương ơi <laughs> Thánh khóc thiệt các bạn Thế tầm này đốt mà ai mà bị chơi đốt thì nó sợ dã man các bạn Các bạn thấy chưa Đấy, đây là kiểu đốt tiên phạt chế nhân nhé các bạn Nghĩa là đốt cướp tơn Cướp tơn để ưu tiên tơn của Ngưu Ma Vương Đấy, nghĩa là Ngưu Ma Vương sẽ đóng vai trò là tanh, đam, đốt <laughs> Lầu thầu cầm Đấy, còn đại bản kim xí Người Lão thì cho vào để bục thêm đam Cũng hay đấy, góc nhìn chơi rất là hay nhé các bạn nhưng vấn đề là đang con tiểu bạch long với con là tô ngộ không Ui tiểu bạch long cứng đấy các bạn nha Chưa biết được căng đấy. Nếu mà bạn yêu như thế này Mình nghĩ đánh thắng mà cân cân như thế này Đánh tiên chắc chắn là sẽ win Win chặt luôn Bởi thánh thì có tiểu bạch long nó ôm thì khá là lâu Nhưng bên kia ngủ không có vẻ hơi mũi nhỉ không biết bên kia chắc ngủ không không có khoảng hồng hoang này thì ta check đủ mà bạn này tí các bạn hay quá ui ui căng đấy nha các bạn nha tiểu bạch long để đập được thằng tiểu bạch long mà hơi bị căng đấy đó <laughs> chưa biết mèo nào cắn mèo nào ui má đầu trận thằng Như Ma vương nó làm quả thôi thắng rồi nó đốt quả luôn này đột quả ngủ không ngọm luôn này. ít tích hỏa của các bạn ít tích hỏa của... ui còn nét thánh kìa phải nhái mà hàng như mà vương ăn quả này đánh chất lượng quá không có quả này đánh nó có khi như mà vương đi đời số bạn thánh đen nhá các bạn nhá, quả đó mà như mà vương mà ôi có khi đế thính gánh nha các bạn nha đấy tính khỏe lắm nha để tính nó hồi máu với miễn đam khá là ok đấy <cười> 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 Ui không ăn thua các bạn Ở bên kia còn đút nữa Tận này khá là hay Tam lang rất hay đấy Con thánh của tam lang rất hay Nhưng tính đang kêu mơ vương nó đút quả đó combo sợ nè Ok nhá À hòa đấy gặp bò duy đất này ừ. Kèo này cũng hay đấy à, bó duy đất là đại vàng kim sĩ sát thủ nha các bạn một còn bên này là ngưu ma vương phun đốt phun tanh phun đa <laughs> ui quả hỗn loạn kìa chất lượng đấy hỗn loạn từ mạnh và chất lượng đấy thôi đứt rồi ui ba lần bất tử kìa đây du long quy hải quả kìa bạch thử bây giờ không phải là bạch thử đam nữa là bạch thử hồi máu nhá thức tình hai bạch thử hồi máu nhá các bác nói chung là tính đốt cũng có hai kiểu đốt nha các bác một là đốt phun như ma vương trụ lực hai là đốt kết hợp với uh, kim kim giác nhỉ đúng rồi kim giác Ui Phải nhẹ Chứng tỏ đại bàng kim sĩ này Phải mang cái Ui Ui vốn truy đức có khi thua Các bạn ạ vốn Bốn đức có khi thua đấy Phải nhái có khi bó chí đất thua thật các bạn ạ <laughs> kèo này hay đi các bạn ơi hình như bó duy đức tháo đồ hay sao ấy các bạn ạ sao mình thấy tụt còn xuống 3 tỷ mấy lớp chiến kìa ờ báo chí bị cái quả là chơi chơi con đài bằng kim xí nhưng không mang cái thần thông kia các bạn ạ cái thần thông thiên ký thần kích mới ra ấy các bạn ạ cái thần thông nó nó có thể đục được mấy đứa đồ, mấy đứa bất tử các bạn nó sẽ tính ra tương gián tiệm hình như không nhầm vậy ui <cười> <cười> chết 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 đấy không biết được tương lai nhưng mà mình sẽ đánh nhanh một tí nè rút clip này chắc cũng dừng thôi các bạn hấp dẫn quá ừ. Mình... Ủa không ít ích... bà đây là nick clone của mình nên là chị x3 tôi các bạn nhé. thông cảm Ui Nói chung là không biết trước được nha các bạn Ui đốt đây Sợ Giai đoạn này hiếm giai đoạn liên ngôi của yêu yêu đốt ấy Ui, chưa chắc nha các bạn nha không biết mèo nào cắn mèo nào đâu hấp dẫn vãi tôi <laughs> toàn này nhưng mà vương thua rồi các bạn chẳng quá nói chung là yêu đánh rất là đau đầu rất là nhiều hướng bươi nhé không biết đúng hay sai nói chung là chúng ta cứ cho các bộ trải nghiệm đã rồi từ từ các bạn nha. Đấy, uh, vần vần thắng vẫn thuộc về bò truy đất nha các bạn nhé. <laughs> mình kiếm một trận nào bò truy đất là chọc cái con đại bằng kim xí tí nhỉ Dưới này có không? À, đây không có các bạn hết rồi. Đấy, thì thôi. Uh, video đến đây của mình chắc cũng là uh, kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.